nghệ sĩ Phú Luân bất ngờ thông báo tin vui. Ngày 4 tháng 7, Phú Luân chia sẻ ảnh mới cùng thông tin trở lại làm giám khảo của chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ 2024. Trên trang cá nhân, Phú Luân bày tỏ giám khảo Chuông Vàng Vọng Cổ có gì vui, mời cả nhà đón xem lịch phát sóng. Có thể thấy Phú Luân giữ được tâm trạng khá vui vẻ và thoải mái, nam nghệ sĩ dường như không bị ảnh hưởng bởi nhiều màu trên mạng xã hội. Chuông Vàng Vọng Cổ 2024 được tổ chức khởi động từ tháng 5 2024 và thu hút 164 clip dự thi. Các thí sinh sẽ trải qua 4 vòng thi gồm thử sức sơ tuyển, tuyển chọn và chung kết xếp hạng. 9 thí sinh xuất sắc nhất từ vòng tuyển chọn sẽ bước vào 4 đêm thi chung kết xếp hạng. Ban giám khảo Chuông Vàng Vọng Cổ 2024 từ vòng tuyển chọn Thanh Hằng, Phượng Loan, Vũ Luân sẽ trở thành huấn luyện viên hướng dẫn các thí sinh tham gia vòng chung kết xếp hạng. Giám khảo vòng chung kết xếp hạng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Ban giám khảo sẽ chấm điểm để chọn ra thí sinh có thành tích tốt nhất. Nhận chuông vàng vọng cổ trị giá 100 triệu đồng. Phương Lê khoe ảnh chụp lén Phú Luân và nói một câu gây chú ý. Đầu năm 2024, Phú Luân và Phương Lê xác nhận đang tìm hiểu. Dù chênh lệch 6 tuổi, thế nhưng chuyện tình cảm cả hai được netizen ủng hộ và theo dõi. Mới đây nhất, Phương Lê và con nuôi Vũ Linh vướng nghi vấn sắp về chung nhà. Nguồn cơn xuất phát từ việc nàng hậu đăng tải khoảnh khắc trổ tài nữ công gia chánh khi vào bếp nấu cháo bồi bổ cho Vũ Luân kèm dòng trạng thái chờ anh về. Không những thế, Phương Lê còn khoe ảnh chụp lén nghệ sĩ Vũ Luân và nhắn nhủ đi làm vui vẻ nhé Vũ Luân. Động thái này của Phương Lê khiến nhiều người càng có cơ sở tin rằng cả hai đang chuẩn bị về chung một nhà. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn đặt nghi vấn cả hai đang chung nhà. Dẫu vậy, thực hư ra sao, chắc phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới rõ. Chia sẻ thái độ các con về chuyện tình cảm của mẹ, Hoa hậu Phương Lê nói: "Cảm ơn vì đã được sinh ra trên đời, cảm ơn các con luôn hiểu chuyện, ủng hộ mẹ. Các con nói mẹ vui là ok." Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên gửi những lời ngọt ngào dành cho đối phương. Phương Lê cho biết Vũ Luân là người đầu tiên khiến cô mở lòng sau ly hôn. Về phần mình, nam nghệ sĩ không ngần ngại khẳng định Phương Lê là người quan trọng trong cuộc đời. Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 72, là một trong những gương mặt đình đám của làng cải lương Việt Nam. Con đường nghệ thuật của Vũ Luân thành công khá sớm khi anh vừa bước chân vào nghề cải lương đã trở thành hiện tượng, bởi từ ngoại hình đến giọng hát của Vũ Luân được nhận xét có nhiều điểm giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Từ thời hoàng kim cải lương vào cuối thập niên 90, Vũ Luân là cái tên bán vé nổi tiếng không kém gì cha nuôi. Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.